Xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh Tìm kiếm đầu tư. Vốn 20 triệu kinh doanh gì? Trong khi thị trường ngày càng bão hòa và giá trị đồng tiền ngày càng xuống giá. Đây không chỉ là vấn đề của một người mà còn là của nhiều người đang thắc mắc như vậy. Sẽ không hiếm để bạn bắt gặp những người khởi nghiệp kinh doanh với số vốn nhỏ. Quan trọng là hướng đi và cách thức thực hiện như thế nào. Họ có thể, tại sao bạn lại không thể? Kinh doanh vốn dưới 20 triệu nên bán gì? Hay kinh doanh gì với 20 triệu trong tay là câu hỏi của không ít bạn trẻ đang muốn tập tành kinh doanh. 20 triệu không phải là số vốn quá lớn, nhưng nếu bạn biết lựa chọn mặt hàng kinh doanh phù hợp, thì bạn hoàn toàn có thể thu lại lợi nhuận không hề nhỏ. Tìm kiếm đầu tư xin chia sẻ tới các bạn những ý tưởng kinh doanh với số vốn 20 triệu thành công mà bạn có thể tham khảo khi khởi nghiệp vốn ít. 1. Bán đồ ăn sáng trước cổng trường học, cổng công ty. Nếu bạn đang sở hữu trong tay 20 triệu mà chưa biết nên đầu tư kinh doanh gì, thì hãy tham khảo ý tưởng kinh doanh bán đồ ăn sáng trước cổng trường hay trước cổng các công ty. Bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc xe máy hoặc xe đẩy và một số dụng cụ nấu ăn cần thiết như chảo, bếp ga mini là có thể bán hàng đồ ăn sáng di động rồi. Để thu hút được nhiều khách hàng, bạn có thể linh động, bán kèm thêm cả nước uống hay học thêm một vài kỹ năng nấu nướng bổ trợ, rất tốt cho việc kinh doanh sau này. 2. Bán phụ kiện điện thoại. Ngày nay, điện thoại thông minh đã trở thành vật bất ly thân của mọi người. Chính vì thế, nhu cầu sử dụng phụ kiện để bảo vệ điện thoại và trang trí dễ yêu thêm xinh đẹp là không thể thiếu và ngày càng tăng cao. Với số vốn 20 triệu, bạn chi ra từ 5 triệu đến 10 triệu để nhập phụ kiện điện thoại như ốp lưng điện thoại, bao da điện thoại, củ sạc, tai nghe, kính cường lực. Bạn cần chi ra một khoản tiền nhỏ để học các kỹ năng như dán màn hình, tư vấn khách hàng, quản lý cửa hàng, lắp đặt phụ kiện cho các dòng điện thoại. Khoản tiền còn lại, bạn để dự trù chi phí và thuê mặt bằng nhỏ để kinh doanh. Bạn có thể kinh doanh phụ kiện online để tiết kiệm chi phí mặt bằng, hoặc có thể kết hợp cả hai, vừa bán trực tiếp tại shop, vừa bán online để bán đắt hàng hơn. 3. Bí kíp kinh doanh cây cảnh với vốn 20 triệu. Kinh doanh cây cảnh mini là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn chưa biết kinh doanh gì với 20 triệu trong tay. Buôn bán cây cảnh mini, chi phí nhập hàng ban đầu rất nhỏ, như xương rồng có giá dao động từ 12.000 đến 20.000 đồng một cây, sen đá có giá buôn khoảng 10.000 đến 15.000 đồng một cây. Bạn có thể kết hợp bán cây cảnh online để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng. Bên cạnh đó, những loại cây cảnh này có sức sống tốt, không bị héo giống như hoa tươi, nên bạn có thể thỏa thuận với nhà cung cấp để trả lại những cây bị tồn kho nhiều. Hoặc bạn có thể chỉ nhập một số loại cây bán chạy, còn các loại cây khác có thể tổng hợp các đơn hàng khách đặt trước rồi mới lấy cây giao cho khách. Có rất nhiều vườn ươm hoặc nhiều shop online bán cây cảnh mini với giá xỉ rất hợp lý. Bạn có thể đến trực tiếp vườn ươm để nhập hàng, hoặc có thể mua online trên trang web của vườn ươm, hội những người bán buôn sen đá, xương rồng hay các shop bán xỉ cây cảnh mini. Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất cho bạn là nên đến tận vườn ươm để có thể quan sát trực tiếp và lựa chọn những mẫu cây độc đáo, đẹp mắt. Bạn cũng chú ý, đừng quên hỏi chủ cửa hàng về cách trang trí, cách chăm sóc cây cảnh, ý nghĩa của từng loại cây để có thể tư vấn tốt nhất cho khách hàng của mình nhé. Một số loại cây cảnh bạn nên nhập như xương rồng, sen đá là những cây cảnh mini được nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, bạn có thể nhập thêm một số loại cây nội thất để bàn như cây kim tiền, cây phát lộc, cây kim ngân, cũng là những loại cây cảnh mini văn phòng bán khá chạy hiện nay. Hiện nay, xu hướng kinh doanh online rất phát triển, bạn có thể xây dựng website, Facebook, Zalo, Instagram để quảng cáo sản phẩm và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Bên cạnh đó, việc chăm sóc hàng hàng cũng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của bạn khi khởi nghiệp kinh doanh vốn dưới 20 triệu. Hãy chú ý, luôn hỗ trợ khách hàng kịp thời khi họ có nhu cầu đặt mua hoặc tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. 4. Bán hàng thùng. Cùng với xu hướng chuộng hàng độc hay hàng hiệu giá tốt, trào lưu kinh doanh quần áo hàng thùng trở nên nóng sốt. Buôn bán hàng thùng cũng được nhiều người lựa chọn bởi vốn khởi nghiệp ít, lãi cao. Hơn nữa, với 20 triệu là bạn có thể trở thành chủ cửa hàng rồi đấy. Thực tế, có nhiều shop hàng thùng trở nên nổi tiếng, khách ra vào nườm nượp
đặc biệt là sau mỗi một thông báo mở kiện hàng. Tại sao bạn không thử duyên kinh doanh của mình để bán hàng thùng, hàng sida? Có được nguồn hàng tốt, mỗi kiện, hoặc tép hàng khoảng 50-80-100kg, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 5-15 triệu đồng để thu lãi về gấp 2 hoặc 3 lần. Tuy nhiên, kinh doanh hàng thùng cũng như một canh bạc. May mắn có được kiện hàng đẹp, còn không thì phải kiện hàng làm dẻ lâu gần hết, không những không có lãi mà còn bị lỗ. Vì thế, hãy lưu ý khi lựa chọn nguồn hàng thùng, gây thiện cảm với đầu mối để họ truyền kinh nghiệm lựa chọn kiện hàng, cũng như tạo điều kiện đổi kiện nếu chất lượng không đẹp. Với số vốn 20 triệu, bạn nên tìm đến các chợ đầu mối như Hàng Gia, Đông Tác, Hà Nội, chợ Nhật Tảo, Bàn Cờ, Tân Định, Châu Long, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mới bắt đầu với ý tưởng kinh doanh với vốn 20 triệu, chưa có nhiều mối quan hệ cũng như kinh nghiệm, bạn nên mua hàng nhặt, không nên mua theo kiện, tuy đắt hơn nhưng sẽ an toàn, đảm bảo hơn. Sau khâu nhập hàng, chính là khâu mông má lại sản phẩm và cho chúng lên kệ hoặc bán online. Bạn cũng có thể bán ở chợ dời, vỉa hè kết hợp bán online. Nếu bạn chưa có ý tưởng gì, thì đây là mẹo kinh doanh với 20 triệu hay cho bạn đấy. 5. Kinh doanh đồ handmade. Nếu bạn thực sự khéo tay, đừng bỏ phí mà hãy tận dụng kiếm ra thu nhập bằng cách bán đồ handmade. Công việc này, bạn có thể hoàn toàn làm thêm bên ngoài công việc chính là học tập hay làm việc tại cơ quan. Những chiếc vòng tay, trang sức, gối, túi, handmade ngày càng hút khách bởi độ độc lạ và cá tính. Không đơn giản mà đồ handmade lại được lọt vào top kinh doanh với vốn 20 triệu. Số tiền đầu tư cho nguyên liệu handmade không là quá nhiều, chủ yếu bạn lấy công làm lãi. Vì thế, công việc này sẽ mang đến cho bạn nguồn thu nhập khá khẩm nếu bạn làm tốt. Ngoài việc, đồ handmade bạn làm phải đẹp và độc, bí quyết thành công hiện tại, bạn có thể áp dụng đó chính là ăn theo xu hướng giới trẻ. 6. Vốn 20 triệu kinh doanh buôn bán thời trang online. Bán giày dép, bán quần áo online thường rất được các bạn trẻ yêu thích, bởi vừa vốn ít, thu lời nhanh, vừa thỏa niềm đam mê thời trang của mình. Tùy vào sở thích, bạn có thể chọn thời trang giá rẻ, thời trang công sở hoặc thời trang cao cấp. Kinh doanh với số vốn 20 triệu đồng, bạn đã có thể mua hàng thời trang giá rẻ, khoảng 100-300.000 đồng, có sẵn về bán mà không quá kén khách hàng. Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu rõ về các nguồn hàng. Có nhiều cách để bạn lấy hàng giá sỉ như chợ đầu mối, Ninh Hiệp, Đồng Xuân. Mua lại của các shop khác, mua hàng online qua website nước ngoài Alibaba, eBay, Gmarket. Hoặc, nếu dành quan tâm nhiều hơn đến hàng cao cấp, với 20 triệu đồng bạn có thể bán hàng order bằng cách có sẵn nguồn hàng, đăng ảnh và mô tả của sản phẩm lên Facebook, diễn đàn và website bán hàng để khách hàng đặt cọc. Sau đó lấy hàng về rồi giao cho khách. Bán hàng order thường sẽ khó khăn hơn bán hàng có sẵn. Nếu muốn bán được nhiều hàng, sản phẩm của bạn cần phải đẹp, độc đến mức nếu không mua ở đây sẽ khó tìm được ở shop khác, đồng thời giá cả phải cạnh tranh và cam kết giao hàng đúng hẹn. 7. Bán đồ ăn vặt online với số vốn 20 triệu. Bán đồ ăn vặt online được coi là một trong những ngành hot hiện nay với ý tưởng kinh doanh với số vốn 20 triệu. Tận dụng tâm lý ngại đi, tiết kiệm thời gian cùng với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Nhiều bạn trẻ khéo tay, có khiếu nấu ăn một chút, có thể tự mình hoặc lập nhóm cùng kinh doanh đồ ăn vặt online. Với môi trường online, bạn bỏ qua được rất nhiều chi phí từ thuê, trang trí cửa hàng hay các chi phí phụ khác mà chỉ cần làm tại nhà của mình. Vì thế, nếu bạn đang có trong tay dưới 20 triệu, vẫn có thể thỏa sức kinh doanh. Thời gian đầu, bạn nên quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, diễn đàn để mọi người biết đến và đặt hàng. Công thức để kinh doanh đồ ăn vặt thành công là đồ ngon, đẹp mắt, giá cả phù hợp, đặt hàng dễ, giao hàng nhanh, phong cách phục vụ nhiệt tình. 8. Bán đặc sản địa phương. Thông thường, sau những chuyến du lịch hoặc phải nhờ người thì người tiêu dùng mới có thể có được những sản phẩm địa phương để sử dụng. Thậm chí, còn có khá nhiều sản phẩm với mức giá trên trời nhưng nhu cầu tiêu dùng tại các thành phố lớn cũng rất cao. Vì vậy, ý tưởng kinh doanh đặc sản địa phương này khá hiệu quả, đặc biệt với các bạn sinh viên học tập tại các thành phố lớn. Mức vốn của ý tưởng kinh doanh này thậm chí cũng không cần nhiều vốn, nhiều mặt hàng chỉ cần 3 triệu hoặc hơn một chút. Một người bạn của tôi
đã bắt đầu quá trình kinh doanh của cô ấy bằng việc kinh doanh nem chua Thanh Hóa. Ban đầu là việc giới thiệu cho bạn bè và sự lan truyền nhanh chóng. Bây giờ trung bình có khoảng 5 đơn hàng với giá trị 500.000 đồng một ngày sau 2 tháng kinh doanh. Với một công nhân đang làm việc trong nhà máy, có thêm 3 đến 4 triệu thu nhập cho một tháng thì quả là ý tưởng rất hay phải không các bạn? Với những bà nội trợ, cũng có thể kinh doanh đặc sản địa phương để kiếm thêm thu nhập. 9. Mở cửa hàng bán trái cây. Dù bạn ở nông thôn hay thành thị thì với vốn 20 triệu bạn có thể kinh doanh trái cây. Bởi trái cây là thực phẩm không thể thiếu với mỗi người. Mở cửa hàng kinh doanh, bạn thuê mặt bằng tầm 10m² hoặc bạn thuê kiosk ở chợ để bán hàng. Tiếp theo bạn mua trang thiết bị như kệ trưng bày trái cây, tủ lạnh bảo quản trái cây, bao bì gói sản phẩm cho khách hàng. Với vốn ít, bạn chỉ nên nhập về các loại trái cây khách hàng ưa chuộng như trái bơ, dưa hấu, bưởi, xoài, cóc, mận, dâu, sầu riêng. Nhập số lượng ít để tránh tình trạng tồn hàng và tránh việc trái cây bị hư hỏng. Khi nhập hàng, bạn có thể đến chợ đầu mối hoặc nhập từ trung gian tại các cơ sở bỏ xỉ trái cây. Nếu muốn lợi nhuận nhiều hơn, bạn đến tận vườn trái cây để nhập hàng về. Nhập trái cây tại vườn sẽ đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Khi vận chuyển trái cây phải cẩn thận để không bị dập, hạn chế lỗ vốn nhé. Hy vọng qua video này, các bạn đã bỏ túi cho mình những ý tưởng kinh doanh với số vốn 20 triệu. Người ta nói, thành công là không chờ đợi, nên nếu bạn đang có 20 triệu trong tay và không biết kinh doanh gì với số vốn đó, thì hãy nhanh tay thực hiện ước mơ kinh doanh vốn 20 triệu của mình. Với ý tưởng mà Tìm Kiếm Đầu Tư giới thiệu cho bạn ở trên là thiết thực và không cần quá nhiều vốn. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cho mình một ý tưởng phù hợp để thực hiện. Chúc các bạn thành công nhé! Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, phát triển đầu tư, anh chị em và các bạn hãy xem lại những video của Tìm Kiếm Đầu Tư đã chia sẻ trước đây. Nếu video này có ích với anh chị em và các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video này cho nhiều người được biết với nhé. Xin đừng quên like và đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhanh nhất về đầu tư, về tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn.